Thật ra thì em rất là hay đọc sách và em có đọc qua những cái bài viết về hôn nhân và gia đình. Thì em thấy trong những cái bài viết đó có những cái trường hợp và có những cái tâm lý rất là giống với những cái đời sống hôn nhân ở bên ngoài, nên là em chia sẻ lên vậy thôi. Thực ra khi mà mình đã yêu rồi thì cho dù ai có nói cái gì đi chăng nữa thì mình cũng đều cho cái quyết định đó chính mình là đúng. Mình tin vào cái tình yêu của mình, tin vào cái người bạn đời đã vạch ra một cái cuộc sống mới trong tương lai. Nhưng em lúc đó còn chưa biết một điều là không phải bất cứ điều gì trong cuộc sống này đều được như ý mình muốn. Ngay chính cái thời khắc mà em chuẩn bị làm cô dâu thì em có nhận được tin nhắn của một cái số điện thoại gửi đến từ Mỹ. Trong cái tin nhắn đó có rất là nhiều những cái lời lẽ xúc phạm em rất là nhiều và có ý muốn công kích em. Khi mà nhận được cái tin nhắn đó thì thật sự em rất là hoang mang và thật sự rất là bất ngờ. Khi đó thì em chỉ có thể nghĩ là có một cái sự thật nào đó ở đằng sau lưng mình bao nhiêu lâu nay mà mình vẫn không hề nghĩ tới. Và có lúc em đã lấy hết can đảm của mình để nói với người lớn là không biết hay là mình có thể dừng lại được hay không, hay là mình thôi đừng có kết hôn nữa. Thật sự là em biết trong cái lời nói của mình lúc đó còn chưa có biết cách diễn đạt, có những cái câu chữ còn thiếu sót, nhưng mà đó là những cái cảm xúc thực sự của em và thật sự em không còn biết mình phải làm như thế nào nữa. Sau đó thì không được người lớn chấp nhận và hôn lễ vẫn diễn ra. Đêm hôm đó khi mà anh Hiếu đang ngủ say rồi thì em có xem điện thoại của anh và em có thấy cái số điện thoại gửi đến cũng từ bên Mỹ đó cùng với cái số điện thoại của cái người lúc chiều nhắn cho em. Thì qua cái tin nhắn đó em có thể xác minh được là chính là cái người này. Khi đó em cũng không dám thức ảnh dậy nhưng mà em cũng không ngủ được và em suy nghĩ rất là nhiều. Em vẫn luôn lấy nhiều những cái số điện thoại khác để gọi qua cái số điện thoại ở bên Mỹ đó để biết được cái người này là ai. Nhưng mà mỗi khi nghe giọng nói của em thì bên kia lại cúp máy và không không có trả lời. Sau đó thì em có nhắn tin, em nói là em đã biết chủ nhân của cái số điện thoại này là ai rồi và có thể nói chuyện với em được hay không. Thì em cũng không nhận được cái câu trả lời nào của người đó hết. Mà một lúc sau thì anh Hiếu gọi cho em và anh hỏi em là em nói chuyện với người đó hả? Khi đó thì em cũng xin được hỏi thẳng luôn là người đó là ai và sự thật là như thế nào, anh có thể nói cho em biết được hay không? Thì anh mới trả lời em là người đó chỉ là fan thôi và anh đâu có liên quan gì đâu, anh chỉ biết một mình em thôi. Qua thời gian tìm hiểu thì em có biết một cái điều là gia đình anh có biết cái cô này và tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình em là không biết thôi. Và khi đó thì em sụp đổ hoàn toàn và em không còn dám nghĩ thêm gì nữa hết. Có một cái điều mà đến bây giờ em vẫn luôn tự trách bản thân mình rất là nhiều, đó chính là em đã mất quá nhiều thời gian để có thể quay trở lại với cuộc sống của chính mình và lấy lại cái nhiệt huyết để bắt đầu cho công việc của mình. Thay vì cái thời gian đó thì em đã có thể làm rất là nhiều những cái việc khác, nhưng mà em đã mất quá nhiều thời gian, em đã để nó trôi qua một cách rất là lãng phí và để cho những người thân của mình lo lắng rất là nhiều. Và đó là cái điều mà em vẫn luôn tự trách bản thân mình. Hiện tại thì em vẫn đang kinh doanh yến xào và hàng hiệu xách tay cho các chị em phụ nữ. Em rất là đam mê với công việc kinh doanh này của mình và em có một cái mong muốn là trong vài năm sắp đến em sẽ phát triển một cái thương hiệu cho riêng mình. Em muốn mình được yêu một cách văn minh, một người đàn ông thật là tâm lý, có một trái tim ấm áp và yêu chính con người em chứ không phải là bất cứ điều gì khác.
Nếu như em một ngày nào đó em biết là mình đã gặp đúng người thì em nhất định sẽ rất là trân trọng. Và em nghĩ chỉ cần như vậy thôi là em đã rất là mãn nguyện rồi. Hiện tại thì cũng có vài người có tình cảm với em từ rất là lâu rồi. Họ cũng không quan tâm đến chuyện cũ của em đâu. Họ chỉ cảm nhận em của bây giờ thôi. Nói chung là cũng rất là cởi mở. Nhưng để có thể cùng nhau đi một cái chặng đường dài thì còn cần phải hiểu nhau nhiều hơn nữa. Và em nghĩ là nếu như có vài năm nữa em có kết hôn thì cũng không có gì gọi là quá muộn. Thời gian này em vẫn muốn dùng hết thời gian và tâm huyết của mình để tiếp tục thực hiện những cái ước mơ của mình, bởi vì em còn rất là trẻ.